cũng trong ngày hôm nay, 10 người đang cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cho kết quả âm tính với COVID-19. 10 người đang cách ly bao gồm một du học sinh trở về từ Daegu, Hàn Quốc đang theo dõi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. 9 người ở huyện Ân Thi đang theo dõi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh vì đi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17. Và người có tiếp xúc gần với người trên chuyến bay có ca nhiễm COVID-19 thứ 17. Cả 10 người sẽ tiếp tục được theo dõi cách ly hết 14 ngày tại hai cơ sở y tế trên.